Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay tối thứ Tư 21 tháng 7 2021. Kính thưa quý vị, trong phần 16 của buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện, sau khi giải thích sự bất đồng ý kiến của ông với Phan Duy Nhân và đưa ra nhận định của ông về nền đệ nhất Cộng Hòa. Trong phần 17 buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện lần này, Minh Thúy mời quý vị theo dõi những ghi nhận và suy diễn về sự can thiệp từng bước sâu dần của người Mỹ vào cả hai chính quyền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa Việt Nam. Mới 1957, năm 7, năm 8, năm 9, 60 thì đã bắt đầu bày ra cái vụ mà ông Nguyễn Văn Lực và Phạm Phú Quốc dựa bom. Hai ông đó chắc chắn là không phải vì một cái cỡ khai nhân dẫn dỗ chế độ mà bác đi phòng. Hai ông đó phải có chuyện. Đó là năm 62. Rồi ông đại tá Nguyễn Chánh Thi nhảy dù đảo chính ngày 11 tháng 11 60. Chắc chắn ông Nguyễn Chánh Thi không phải là tự nhiên tự động. Ông Nguyễn Chánh Thi đã đi theo của Ngô Đình Diệm đi ra qua làm là đại diện về đứng về tùy viên quân sự cho Tổng thống Diệm khi đi thăm Đại Hàn, khi đi thăm Trung Hoa Dân Quốc. Cho nên không phải là vấn đề cá nhân. Thì tại sao mà ông đại tá Nguyễn Chánh Thi lại đi vô, lại có mặt ở trong cái cuộc đảo chính 11 tháng 11 60. Tại sao hai ông Phạm Phú Quốc và Nguyễn Văn Lực lại dội bom năm 1962 nếu không có sự, lại tất nhiên không đến nỗi mà thô kiện có ông người Mỹ tới, phải ông đảo chính đây không, cũng phải. Nhưng nó có nhiều lý do, nó có nhiều mô típ, nó có nhiều động cơ thúc đẩy. Thì mới năm 7, Ngài là một vị Winston Churchill của châu Á. Ngài là một vị làm thành trì chống cộng đáng hạnh diện của người châu Á. Tổng thống Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc, Tượng Giới Thạch bảo Ngài là một cái người, một cái đê để mà chống lại cộng sản ở châu Á. Thế mà năm 7, năm 8, năm 60 bắt đầu đặt ra vấn đề của Tổng thống Diệm. Ai đặt ra vấn đề đó? Mà vấn đề đó không phải là một cá nhân, không phải là của văn phòng của báo chí của Sài Gòn, mà nó được đặt vấn đề ngay tại tòa Bạch Ốc. Đến mỗi Tổng thống Kennedy phải cho hai ông Maxwell Taylor và ông McNamara qua đỉnh giám định lượng tình hình. Khi hai ông đi về báo cáo thì ông Tổng thống Kennedy phải kêu lên một câu, câu họ đó có ở trong sử sách: hai ông có phải đi từ một đất nước trở về đây không? Thế là tóm lại, người Mỹ cũng không nắm rõ ra vấn đề. Thành từ cái trở lại câu chuyện mà anh Dũng vừa nêu ra, thì bảo rằng đúng, chúng tôi có sai lầm, chúng tôi có khuyết điểm. Có chứ, có khuyết điểm, ví dụ như cái vụ Ba Cuộc, vụ Cao Đài, đó, có chứ. Có vụ Ba Cuộc, có vụ Cao Đài, nhưng mà thương một chế độ có toàn hảo ngay cả đến chế độ của nước Mỹ có toàn hảo hay không, có để mấy trăm năm có một hệ thống tư pháp, hành pháp tối cao, pháp viện, quốc hội như thế mà cũng còn rung rinh đi chăng nữa. Thì thưa với anh Dũng và thưa quý vị, nói đi thì phải nói lại, cái lỗi này nó phải là, và ông Lý Quang Diệu, ông chỉ ao ước, ông nói ra lời, ông chỉ ao ước được xây dựng Singapore bằng của Sài Gòn năm 1960. Và Sài Gòn năm 1960 là quốc gia như thế nào? Có xa lộ đầu tiên ở Đông Nam châu Á, có lò nguyên tử lực quốc đầu tiên ở Đông Nam châu Á, có trường võ bị lớn nhất ở Á Châu, có lúa xúc cạc đứng thứ nhì của thế giới. Vâng, chứ muốn gì nữa? Và đây là từ từ, năm tư, năm 5, năm 6 đến 60, 16 năm. Từ một cái đất nước nát tan về 9 năm chiến tranh và xây dựng như vậy thì để cho đâu phải là phép màu. Không, nhưng mà cái mà anh nói thì rất đúng, chẳng hạn như là về phong cách của cụ Diệm hoặc là những cái thanh liêm của cụ Diệm thì không ai nói gì hết. Nhưng mà mặt khác, tất cả những người, không phải là tất cả, nhưng mà đã chẳng hạn như nhóm Caravel, những người đã rõ ràng là từ năm 1948 đã ủng hộ cụ Diệm rồi. Vâng. Mà sau đó họ phản đối. Vâng. Rồi
ngoài. Rồi ví dụ như các đảng phái miền Trung. Vâng, và ông Nhất Linh. Rồi, tự vận. Rồi bây giờ rồi, từ từ. Vâng. Tôi cái điều anh hỏi cũng chính điều. Vâng. Và người dân đúng. Bây giờ cái mà anh vừa mới đưa lên về gọi là xã hội chủ nghĩa hiện đại thì không ai chối cãi cái đó rồi, quá rõ. Nhưng mà lúc đó người dân người ta không thấy. Đâu không biết. Vâng. Vâng. Người ta không thấy được là tương lai. Tại vì nếu mà thấy được thì nếu mà mình có cái mà mình khả năng để mà mình tiên tri được, mình nhìn rõ được thì cái quyết định nó dễ dàng. Nhưng mà người dân người ta không thấy. Không thấy. Bởi vậy cho nên người ta không ủng hộ. Và chính quyền càng lúc càng xa chỉ vì. Rồi. Vâng. Tức là chính quyền cũng không hiểu được dân mà dân cũng không hiểu được chính quyền. Nó có một cái vết rạn ở giữa. Điều đó có đúng rồi, không? Rồi. Bây giờ mình nói đến người dân và chính quyền. Họ tôi, họ Phan. Vâng. Ở miền Trung là còn Đại Việt không à. Đó. Ví dụ như ông bác tôi đó là bác Hai Kinh. Tức là bố ông Phan Hòa Hiệp á. Tức là sứ ủy của Đại Việt của miền Trung. Ông cậu tôi là ông Ngô Đình Thản. Là bạn với ông Ngô Đình Diệm. Thì chính ông các cái nơi trong sự là đã những cái thành phần đó là những thành phần đã tạo nên cái lực lượng quốc dân. Thuê một chiếc xe, chiếc máy bay C-47 đi từ ngoài Bắc vô ở Trung Dinh Độc Lập và bảo vệ ông Diệm trong những ngày mà năm 54, 55 trước khi mà Bình Xuyên. Là ông phải ở lại. Thì chúng tôi tranh đấu bao nhiêu năm mà bây giờ về đây mà ông bỏ ông đi nữa thì chúng tôi ở lại đây với ai? Tức là cái lực lượng cách mạng Đại Việt ở miền Trung là lực lượng nòng cốt về chính trị để giúp cho ông Diệm trong những năm 54, 55. Nhưng đến khi mà bắt đầu lên tổng thống rồi cũng có chính quyền thì chính là các bạn Đại Việt bị đánh trước. Vâng. Bị đánh trước và chính không ai hết, chính là ông tướng Phan Hòa Hiệp đó, là con Phạm, tức là con Hai Kinh, con bác Hai Kinh đó mang lon đại úy 9 năm từ 54 cho đến 63 và một tuần phải 2 lần trình diện an ninh quân đội. Đấy. Thì ngay trong gia đình tôi trong đầu xa ấy. ngay trong gia đình tôi trong xa thì ngay ở trong cái khung cảnh của Đảng Đại Việt, tổng về đảng viên Đại Việt thành thử ông Hà Thúc Ký là cậu của Vĩnh Lữ, cậu Vĩnh Lữ là lẽ em gái tôi, cậu ruột mà thành thử những cái ông đó mà tự nhiên tổng thống không mà ông đánh Đại Việt à. Đấy. Thành thử tôi cũng không biết cái chuyện đó, quả tình ra khỏi khả năng tôi sẽ có trở lại có một khoảng cách giữa chính quyền và các đảng phái đã từng yểm trợ cho chính quyền, nhưng mà bảo rằng quân chúng thì tôi phải dùng một cái chữ quần chúng của Gustav Level. Tâm lý của quần chúng là tâm lý trẻ con. Lẽ tất nhiên cái ngày 1 tháng 11 sau 3 cái đảo chính thì ông Trần Bấn Đô, ông Dương Minh được cả Sài Gòn vỗ tay công kênh lên. Nhưng mà thưa về anh Dũng, công kênh ông Trần Bấn Đô, công kênh ông Tôn Thất Đỉnh là tại vì được mở phòng ra và cho mở đăng sinh trở lại. Vâng, tôi không dám bảo quần chúng là một cái sức mạnh không có, nhưng quân chúng có, nhưng quân chúng chính là đã đẩy thuyền đi, quân chúng cũng chính là lật thuyền, và chính là quân chúng mà bà Stalin đã kêu ra một câu ở trong cách mạng Pháp 1789, tự do và quân chúng vì mi mà đã bao người phạm cái tội ác. Và chúng ta đã thấy rằng cách mạng tháng 10 Nga 1917 không phải từ đất mà lên, nó từ quần chúng Nga. Cách mạng ngày 2 tháng 9 45 ở Hà Nội không phải là từ trên trời rớt xuống mà có tổ chức. Từ tháng 8, từ 15 tháng 8 45 mới có 2 tháng 9 45 từ quân sức mạnh quần chúng. Vâng. Ngày 19 tháng 12 1960 có quần chúng thì mới có mặt trận giải phóng. Thưa vì nhưng bây giờ các quần chúng đó hãy nhìn lại đi. Nó tất cả là máu xương lê trại dầm với cả thành tựu. Trở lại cái câu của bà Stalin, hỡi tự do, hỡi quần chúng, chính mi mà đã bao nhiêu người phạm tội ác thì tội cái đó ra khỏi khả năng của tôi. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục chương trình, Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần 18
buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện. Thưa anh vừa mới nói đến chuyện giữa sự liên hệ giữa người dân với lại chính quyền. Và anh có vẻ xem như là người dân, như anh nói là con nít, thì cái chuyện đó ngày xưa người ta vẫn cười, người ta bảo là chính quyền là cha mẹ dân. Thì điều đó anh thấy có đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, mà thường thường người ta lại nói thêm nữa là con dại cái mang. Thành ra bởi vì miền Nam mình dại như vậy cho nên mất nước. Thì anh nghĩ sao về cái suy luận? Bây giờ cứ kêu người Sài Gòn ra. Vâng. Hỏi thì bây giờ chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này không phải là Việt Nam Cộng hòa. Anh chọn đi. Thì sao người ta chọn Việt Nam Cộng hòa? Vì sao? Bây giờ người ta mới sáng mắt ra. Mà đó là trường hợp quay là của Nguyễn Hữu Thọ, là Dương Quỳnh Hoa, là Trương Như Tản, đó là Trịnh Đình Thảo. Vâng. Người có ăn có học, và như là trường hợp của ông Trương Như Thảo, ông Trương Như Tản tại, và tôi đi ở tù chung với lại ông anh của ông Trương Như Tản, thì ông bố của ông Trương Như Tản đã gặp, đây là chuyện của gia đình người ta, mà người ta kể lại, người thật việc thật, ông bác sĩ Trương Như Tản, ông bác sĩ đó ông mới nói rằng là ông già đi vô, hỏi ông ta có nhà nghỉ mát ở Đà Lạt trong mùa hè, ông ta có nhà nghỉ mát ở Vũng Tàu. Họ Trương đó là một đại tộc, một đại gia, thế mà đi theo Cộng sản. Đi theo Cộng sản, cuốn sách của ông Trương Như Tản có đâu. Bác Hồ giờ ngoặc đơn của ông ấy, là nói cho ông về Lý Thường Kiệt chống Cam Lăng. Thưa về một cái khả năng kỹ sư của nước Pháp ở năm 1946, năm thập niên 40, thì mà để có những cái nhận định như vậy thì tôi nói thật, nó quá sơ đẳng đi. Nhưng mà ông ta bỏ hết cả hạnh phúc gia đình con cái và đi vô Nam, và ông anh ông á là phải đi vô tại học tập cải tạo, tất cả gia đình tan nát hết, đi đến một cái kết luận ông ta phải vượt biên, ông chính ông ta phải vượt biên. Trong khi đó trở lại với phía Việt Nam Cộng hòa, dù có hư đốn cách mấy đi chăng nữa, nhưng ông Tổng thống Thiệu đã nói với con Trương Như Tản học lớp chung với là con gái của ông Thiệu, thôi bố của con làm cái chuyện gì Tông không biết, nhưng mà con là bạn với lại con của Tông ông Thiệu á, thì là vẫn đưa cho đi ra nước ngoài. Thưa về anh Dũng, thưa với quý vị, cứ coi hai cái chế độ đó, cứ coi hai con người đó, coi con người của Trương Như Tản với Nguyễn Văn Thiệu, cho dù là tham nhũng, cho dù là cái với tất cả, nhưng mà rõ ràng cái cách thức hành xử ai đúng ai sai, tất cả sự thật đó cứ nhìn vào. Bà Dương Quỳnh Hoa, Bộ trưởng Y tế, con không có vaccine để chích. Đúng Nguyễn Hữu Thọ, cái chuyện này mới nữa đó. Khi trước khi mặt trận giải phóng, ông ở ta ở cái nhóm caravan và bị Cụ Diệp đưa ra an trí ở ngoài Tuy Hòa. Thì cái người mà để mà tích kia, mà để thuê nhà mà nuôi cơm cho, chính là bà mẹ vợ tôi. Vì mẹ vợ tôi di cư từ ngoài Bắc vào, ở về Tuy Hòa mở cái đại bài gạo qua những người có tiền, cho nên được ông tỉnh trưởng mới bảo rằng thôi bà thuê nhà và nuôi cơm rồi có bao nhiêu thì toàn tỉnh trả lại. Nếu được là cộng sản thì nó giết ngay à, chứ đâu có đang đi ăn trí vậy. Thì tôi chỉ kể ra những cái chuyện người thật việc thật của lịch sử đi qua để so sánh hai chế độ, người và việc của hai chế độ. Thì bây giờ trở lại, tất cả cái đường tự do, tất cả đường Lê Thanh Tôn, tất cả đường Lê Lợi, tất cả đường Gia Long, tất cả những cơ sở đó là bây giờ người ở ngoài Bắc chiếm về. Và đó là cái chuyện gì? Đó là cơ sở của những người ở Trường Thi, ở phố Huế, ở Hàng Đào, là người từ khu tư ở Thanh Hóa đã chiếm hết. Tăng từ đến giờ này, anh là người Bắc thì anh biết,
người Bắc Trưng năm tư không có những cái cách phát âm này. Cách phát âm này là người của khu tư, người ở trong Thanh Hóa ra, chứ mà Thanh Hóa là Bắc Trung Việt chứ không phải người Bắc. Còn người Bắc tiếng gốc, người mà đền phát âm của tiếng nói của trước năm tư thì người ta đã bị đi lên vùng kinh tế mới ở trên thượng du Bắc Việt, ở trên Hoàng Liên Sơn, và người ta đã bị tống đi vô Nam và ở các vùng kinh tế mới. Thế thưa bây giờ đá vàng đã biết chế độ nào, tôi không biết, tôi không nói cộng sản cộng hòa, tôi không nói tư bản đâu gì nữa, chế độ nào rồi về cố với tham nhũng Nguyễn Văn Thiệu, độc tài Ngô Đình Diệm, rồi cho có thật đi, cho có thật đi, so sánh với cái tàn hại. Và bây giờ hiện tại ở Lộc Hưng, ở Đồng Tâm, ở Formosa đấy, ở Thái Hòa ấy, cứ biết có bao giờ mà dân chúng người Nga, người Pháp không biết đã đô hộ 100 năm tàn phá như thế nào, nhưng cái hạt nhân làng xã Việt Nam vẫn còn giữ nguyên. Báo Nam Kỳ Lục Tĩnh, báo Claude Freire Chí Chuông Rè vẫn được, báo Chí ở miền Nam của Nguyễn Phan Long vẫn có quyền tố cáo chế độ thực dân. Vâng, và đến thời Việt Nam Cộng Hòa, báo của Hồng Sơn Đông, báo Phúc Hiền Tín, báo của các ông cha ở các ông linh mục ở đối diện trình bày đất nước vẫn có phê phán chế độ, có ai bị đụng chạm gì đâu. Vâng, đó là những thực tế. Tôi không phải dân làm báo, tôi không phải công giáo, tôi không phải công giáo, tôi không trả được mà thiếu úy trung úy trả ăn được một cái ân huệ gì từ chế độ ra ngoài cái lương đồng lương lĩnh. Nhưng mà rõ ràng là như vậy. Thành thử thưa với anh Dũng, chúng ta bình thản trước sự thật của lịch sử, và cùng nói với cái cùng quân chúng, vâng, quân chúng hãy bình thản trước lịch sử. Đến giờ này mời cái ông Nguyễn Đình Kình ở chỗ Đồng Tâm 60 tuổi đảng bị bắn nát người ra, bị vô bụng đánh gãy chân đó. Rồi cái đất đó là đất ở Đàng Viện Thiên An, đó là đất tư của đàng của Đàng Viện Thiên An. Thế mà nó tới nó đập thanh giá giống như là dị giáo thời Trung Cổ vậy đấy. Thì những cái trường hợp như vậy. Rồi chùa Liên Trì, cái nơi mà để không phải của tôn giáo mà cái nơi để dung dưỡng những người mà ở dưới vùng 4 ở đâu đi tới mà kiện cáo vô về đến chùa Liên Trì để trú ngụ cũng bị đập phỡ hết. Thế thứ bảo rằng chế độ Ngô Đình Trị đàn áp Phật giáo, nhưng mà có điều không có thời đại nào mà chùa được xây dựng nhiều bằng cái thời đại của chế độ Ngô Đình Trị, của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tôi người Huế ở đường Tô Hiền Thành, bắt đầu tôi kể này, chùa Diệu Đế này, chùa Ông này, chùa Ba này, chùa gì nữa không biết, nỗi cái đường của tôi không bốn cái chùa rồi đấy, nỗi cái đường của tôi không bốn cái chùa. Thành thứ rồi có hệ thống trường Bồ Đề nữa. Vâng, thế thì ra làm sao? Đúng, có ở Huế gia đình tôi là gia đình Phật giáo, cả hộ ngoại là hộ nội đều gia đình Phật giáo hết, cũng có cái cách mà công giáo lấn ước Phật giáo, lấn ước ở phía sau. Bây giờ viện trợ Mỹ ông cha nhiều, ông cha lấy nhiều hơn, cái đồ mà viện trợ Mỹ phát ra ông cha lấy nhiều hơn, ông cha được ông tỉnh trưởng cho gạo nhiều hơn, thế vẫn có. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn tối hôm nay đến đây là chấm dứt. Mời quý vị đón xem buổi phỏng vấn kế tiếp với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện, sẽ được phát hình vào tối mai, thứ Năm, 22 tháng 7, 2021. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTNDC, xin email về washingtondc@sbtn.tv. Kính chúc quý vị một ngày tràn ngập những giây phút thú vị. Minh Thúy xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối mai.